Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, một trong những công trình kiến trúc độc đáo của Sài Gòn, được xây dựng năm 1877. Hoàn thành 3 năm sau đó, công trình dài 91m, rộng 35.5m, vòm mái chính cao 21m và hai tháp chuông cao gần 57m. Mặt ngoài của công trình xây bằng loại gạch đặc biệt để trần không tô trát, không bám bụi rêu, đến nay vẫn còn màu sắc hồng tươi. Bức tượng Đức Mẹ Hòa Bình cao 4.6m, nặng 8 tấn, bằng đá cẩm thạch trắng của Ý. Móng của thánh đường được thiết kế đặc biệt, chỉ được tải trọng gấp 10 lần toàn bộ kiến trúc ngôi nhà thờ nằm bên trên. Và một điều rất đặc biệt là nhà thờ không có dòng rào hoặc bờ tường bao quanh. Mặt trước thánh đường là một công viên lớn với 4 con đường giao nhau tạo thành hình thánh giá. Trung tâm của công viên là bức tượng Đức Mẹ Hòa Bình. Sau gần 140 năm, nhà thờ Đức Bà đã trở thành một công trình kiến trúc biểu tượng của Sài Gòn. Nằm ở trung tâm nên đây là địa điểm người dân thường tập trung về vào các dịp lễ Tết, nhất là mùa Giáng sinh. Tôi đến thăm nhà thờ Đức Bà vào dịp cuối tháng 4 năm 2016. Ngay từ sáng sớm, nhiều người đến cầu nguyện trước bức tượng Đức Mẹ, không khí thật trang nghiêm. Hình ảnh thật thanh bình dưới chân Đức Mẹ, trong tư thế đứng thẳng, tay cầm trái địa cầu, trên trái địa cầu có đính cây thánh giá. Mắt Đức Mẹ đăm chiêu nhìn lên bầu trời như đang cầu nguyện cho Việt Nam và thế giới được hòa bình. Nhiều bạn trẻ đến đây để vui chơi, chụp hình kỷ niệm. Và đặc biệt, nhiều chim bồ câu rất thân thiện với du khách. Ngày nay, không chỉ những du khách ở xa đến, mà chính những người dân Sài Gòn hàng ngày đi qua vẫn trầm trồ, thán phục trước vẻ đẹp tráng lệ mà vẫn giản dị, uy nghiêm mà gần gũi. Trải qua bao năm tháng và biến động, công trình vẫn tồn tại giữa lòng thành phố Sài Gòn.